Xin chào anh em, đã lâu lắm rồi thì mình mới cầm lại chiếc LG V10 Plus trên tay. Khi mà mình cầm chiếc máy này thì mình rất ngạc nhiên, không phải là vì cảm giác cầm nắm hay là những thứ khác, mà bởi vì mức giá của nó. Mình nhớ cách đây vài tháng khi làm bài đánh giá chi tiết camera thì em nói có mức giá đâu đó khoảng 10 triệu đồng. Nhưng mà hiện tại thì với mức giá của V10 Plus chỉ còn tầm khoảng dưới 7 triệu đồng. Nếu tính thẳng ra thì mỗi tháng giá trị của em nó sẽ mất đi vài trăm đến 1 triệu đồng. Vì vậy, với mức giá này thì chắc chắn rằng anh em sẽ dễ dàng tiếp cận hơn với chiếc flagship đầu bảng của LG vào năm ngoái. Khi cầm chiếc điện thoại này trên tay thì mình thích thú nhất là về phần hiệu năng, với mức giá dưới 7 triệu đồng cho con chip là Qualcomm Snapdragon 835, 4GB RAM và 128GB bộ nhớ trong là một mức giá cực kỳ hời. Vì ở thời điểm hiện tại con chip này vẫn còn rất mạnh, nên nếu bạn nào muốn sở hữu cho mình một chiếc điện thoại để chiến game giá rẻ thì V10 Plus sẽ là phù hợp nhất, nếu các bạn không muốn mua những dòng máy đến từ Trung Quốc. Ngoài ra, thương hiệu LG có lẽ là sẽ khiến nhiều bạn quan tâm hơn, vì dù gì nữa thì nó cũng là một thương hiệu lớn. Nói đến con chip Snapdragon 835 thì có lẽ sẽ không xa lạ gì đối với những bạn yêu công nghệ, vì đây là một vi xử lý rất mạnh cho đến thời điểm hiện tại. Còn nếu các bạn không quan tâm gì nhiều về phần cấu hình hay chỉ là người dùng thông thường, thì chắc chắn rằng các trải nghiệm như là lướt web, xem phim, Facebook sẽ không thành vấn đề đối với chiếc V30 Plus này. Nhưng có điều mà mọi người nên lưu ý một chút là chiếc máy này nóng lên khá nhanh khi sử dụng lâu, sẽ gây ra cảm giác khó chịu một chút, đặc biệt là với những người ra mồ hôi tay nhiều. Về dung lượng pin thì chiếc máy này được trang bị tận 3300mAh kèm theo công nghệ sạc nhanh WeChat 3.0, mang lại thời gian sạc cực kỳ nhanh. Nhưng trải nghiệm của mình thực tế thì chiếc máy này có thời lượng sử dụng chưa thực sự tốt lắm như mình kỳ vọng với con số trên. Nếu các bạn dùng các tác vụ tổng hợp và không chơi game quá nhiều thì đương nhiên chúng ta sẽ có một ngày sử dụng thoải mái. Nhưng nếu các bạn thường xuyên chơi game thì chúng ta chỉ có khoảng hơn nửa ngày sử dụng mà thôi. Mình rất thích thiết kế của V30 Plus, rất đơn giản nhưng mà tinh tế. Ở mặt sau chúng ta sẽ có một mặt lưng kính có thể đổi màu được, nhìn rất là đẹp. Bên cạnh đó thì nó cũng được làm vát cong về hai cạnh tạo cảm giác cầm nắm chắc chắn hơn. Nhưng vì đây là một chiếc điện thoại khá nhẹ nên cảm giác cầm nắm sẽ hơi thiếu an toàn nếu như các bạn chưa quen. Phía trên ta có một cảm biến vân tay một chạm, cụm camera kép cùng đèn flash LED và cụm cảm biến lấy nét laser cực nhanh. Về phần hoàn thiện của V30 Plus mình khá hài lòng. Nếu điểm mà mình chưa ưng ý nhất có lẽ là mặt lưng này hơi dơ nếu mà mình dùng lâu. Ở mặt trước chúng ta có một màn hình lên đến 6 inch, độ phân giải là 2K. Nhưng có một điểm thay đổi mà mình rất thích, đó chính là V30 Plus sử dụng màn hình là PoLED chứ không phải là IPS như các dòng LG đời trước, nên nó mang lại màu sắc rất sống động và đẹp mắt. Trải nghiệm khi chơi game, xem phim trên màn hình này thì cực kỳ đã. Phải nói là mãn nhãn nhất từ trước đến giờ khi mà mình trải nghiệm các dòng máy của LG, trừ LG G7 và LG V40 mới ra. Màn hình này nó vừa to mà lại nét, nên khi các bạn chơi những tựa game FPS yêu cầu đồ họa cao thì đây sẽ là chiếc máy giúp bạn thỏa mãn điều đó. Tuy nhiên có một điểm mà nhà sản xuất LG gặp phải, đó chính là lỗi bóng mờ trên màn hình của họ sau một khoảng thời gian sử dụng. Đối với một số dòng máy như là LG G5 hay LG G6 thì đã xảy ra hiện tượng này rồi, nhưng mà trên V30 Plus thì chưa, nên các bạn cũng có thể yên tâm về vấn đề này. Cuối cùng là về phần camera, cũng chính là điểm mà mình thích nhất trên chiếc điện thoại này. Nói thật ra thì khi đi du lịch mình chỉ thích cầm những chiếc điện thoại như V30 thế này mà thôi, bởi vì các lý do sau đây. Thứ nhất là camera của V30 Plus chụp ảnh cho ra rất là nét và màu sắc lên tươi, nó không quá sống động như các máy Samsung. Và thứ hai là camera góc rộng rất hữu ích khi chụp ảnh phong cảnh, đặc biệt là những phong cảnh đồ sộ như là núi non, thác nước v.v. mà các bạn không cần đi quá xa để chụp hết được những chủ thể đó. Nhưng có một điểm khá đáng tiếc, đó chính là camera selfie của chiếc máy này chụp khá là tệ. Mặc dù nó vẫn có chế độ làm đẹp, nhưng mà khi chụp ra thì mặt mình lại bị bệt và mất chi tiết đi, nhìn rất là xấu. Điều này càng tệ hơn nếu các bạn selfie trong điều kiện hơi thiếu sáng một chút. Nếu như các bạn muốn tham khảo thêm giá bán của chiếc LG V30 Plus thì đừng quên truy cập website xtmobile.vn để tham khảo thêm. Còn giờ thì xin chào.